Khánh. Hôm nay mình đi interview về thì mọi chuyện như ước muốn, có nghĩa rằng là mình đã nhận được việc rồi. Hiện giờ thì mình chỉ có xin phép được cấp thẻ đi vào phi trường thôi. Cũng như các bạn biết là cái logo của mình đó, thì cái logo của mình là hình chiếc máy bay, rồi có cái microphone, rồi có cái headset đó, bởi vì nhà của mình á thì nằm trong phi trường, không phải là nằm trong phi trường nhưng mà nằm gần phi trường. Từ nhà mình mà lái xe tới phi trường thì khoảng 10 tới 15 phút. Cho nên mình chọn cái logo đó thì mình chia vui cùng mọi người. Mình có công việc chính, nhưng mà những cái postcard hay là mình làm quảng cáo thì là chỉ là để cho vui và một cái hobby bên cạnh công việc chính của mình. Thì chắc chắn là các bạn hỏi là công việc chính của mình là gì, thì mình làm ở trong phi trường. Còn rõ ràng hơn làm gì trong phi trường thì mình không được phép nói, bởi vì đó là sự bí mật và an ninh khi mà mình được phép nhận công việc làm trong phi trường. Khi mình làm trong phi trường á thì luôn luôn được bảo mật, hoặc là mình phải xin giấy chứng nhận của cảnh sát, tiếng ở Việt Nam gọi là công an đó. Phải có giấy chứng nhận rằng là mình không có một vết tích gì, không tù tội, hoàn toàn trong sạch thì mình mới được phép làm trong phi trường. Cũng như cái nghề của mình là thông dịch thì mình làm thông dịch cũng vậy, phải có giấy chứng nhận của cảnh sát rằng là mình không có tù tội, không có bị án, mình trong trắng thì mình mới được phép làm nghề thông dịch. Thì mình có chia sẻ những cái gì trên mạng hoặc là trên thông tin thì mình chỉ chia sẻ những cái việc làm hữu ích mà không có đưa vào những chuyện bí mật đời tư của người khác, thì mình vẫn còn được giữ cái nghề của mình. Thì khi mình lên mạng đó, trên truyền thông á, thì mình chỉ nói về vấn đề ẩm thực các bạn nhé. Cho nên không ảnh hưởng với công việc của mình, những công việc mà phải giữ bảo mật hoặc là bí mật. Thì đây là căn nhà của mình đó các bạn, mình đang đứng trong căn nhà. Thì mình sẽ quay cái phim bên ngoài nhà của mình. Trời hôm nay như thế nào đó, các bạn thấy không? Trời không có đẹp như ngày hôm qua. Hôm qua rất là nắng đẹp, hôm nay thì là trời lại âm u, không khí thì cũng hơi lạnh lạnh. Nhà của mình thì nó nằm ở trên một cái trung tâm buôn bán, ở dưới nhà mình là một cái trung tâm buôn bán, cho nên trước cái trung tâm buôn bán này thì nó có cái bãi đậu xe rất là rộng. Nhà mình thì mình đậu xe ở dưới hầm, và nếu mình muốn mình cũng được đậu ở đây. Ở đây thì nó cho mình đậu xe miễn phí trong 2 tiếng đồng hồ. Thì mình không biết là khi mình vừa hưu mình sẽ tiếp tục ở đây hay là mình sẽ đi về những nước Á Châu mình ở. Có ở trong nhà mình tiền nó sẽ đi, cho nên khi mình mua nhà hay cất nhà đó thì người ta thường lựa cửa chính, nó không có ăn thông ra cửa phụ. Nhưng bây giờ thì mình theo phong thủy thì không hay, cửa trước mà thông ra cửa sau như vậy á. Ở đây thì rất là yên tĩnh, nhưng mùa đông thì rất là lạnh.